chào anh em ngày mới với khẩu hình cho Supreme nha. Trên đông 12 kiền áp tới đỉnh luôn. 12 54 đây đầu lòng cô sâu, đầu lòng tắc cái câu qua chứ tắc cái câu qua. Chưa ráp xong mà đã sướng rồi nha anh em. Và đây là viên đôn nha, viên đôn lên nha. Rồi, ok anh em. 54 viên đôn đầu lòng Takekawa. Quá là mê anh em. Chơi quá mạnh nha. Rồi. Thì tiếp theo là cho em lên bệ ngay lập tức nha. Ok anh em, 54 yên đông đầu lòng Takekawa. Quá là kích thích nha anh em. Rồi em là bộ súng nha. Đây. Rồi trang bị cho em là BWK 28 nha. BWK 28
nhìn thôi là đã thấy quá sướng rồi nha anh em. Thì em đã nghiêm chỉnh như thế này rồi thì bây giờ sẽ cho em rồi em cứ cầm nhẹ cái thớt nha. Rồi thì em đã nghiêm chỉnh như thế này thì tiếp theo là sẽ cho em khởi động và kiểm chứng xem 12 ly 54 đầu lòng tơ kê cao qua bình WK dẹp 28 bộ đàm em nó sẽ như thế nào nha. Hết lời tả với em luôn.
Rồi, một siêu phẩm 12 ly 54 đầu lòng Takekawa đã xong cho anh em. Thì em nó trang bị là bộ súng Kodam bình BWK 28, là mê luôn anh em ơi. Rồi ok anh em, vài ống ga kiểm chứng em như thế nha, đã đủ làm anh em lên đỉnh rồi. Cả tấn cũng vậy, tấn cũng quá tơi luôn. Rồi thì clip đến đây đã hoàn thành, hoàn chỉnh chu cho anh em rồi. Bây giờ tấn nghe ngóng tình hình để coi cần gì canh chỉnh, tấn sẽ canh chỉnh thêm một phát nữa cho em chỉnh chu nhất và giao về cho anh em nha. Rồi một câu muôn thở nha anh em, tấn xin chúc tất cả anh em gần xa, tất cả anh em mọi miền tổ quốc, tất cả anh em mọi ngành nghề khác nhau và tất cả gia đình của anh em nữa, tấn xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, và sau đó tất cả anh em chúng ta và gia đình chúng ta sẽ sống mãi chung với bốn chữ ngay từ bây giờ cho tới hết cuộc đời này, với bốn chữ thành công hạnh phúc nha. Rồi tấn xin chào và hẹn lại anh em với clip sau nha. Rồi thì em nó là có đề nha. Rồi, tấn xin chào và hẹn lại anh em với clip sau. Rồi, ok anh trai. Đúng đỉnh, đúng chất lượng, đúng giá trị cho anh luôn nha. Đây, BWK ga dẹp. Ga dẹp BWK 28. Đây là những cái bình hot nhất hiện nay nha anh. Rất là đẹp, rất là giá trị. Rất là tê luôn á. Rồi. Cây súng của anh nè, không còn lời để tả luôn, đúng uy lực luôn, chứ không có mềm yếu nha. Cây này là uy lực luôn á, chứ không có mềm yếu. 54 nhưng vẫn uy lực 54. Quá đẹp nha anh. Bình này rất là đẹp luôn.